Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chương đầu tiên của hình học lớp 11. Chương này thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái phép rời hình và phép đồng dạng ở trong mặt phẳng. Bài đầu tiên mà chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là cái bài tổng quát nhất, đó chính là phép biến hình. Thế thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần định nghĩa về phép biến hình. Định nghĩa. Ở đây thì tôi sẽ nêu ra định nghĩa trước. Phép biến hình là cái gì? Nếu như chúng ta có một cái quy tắc đặt tương ứng, quy tắc đặt tương ứng mỗi cái điểm M, mỗi điểm M trong mặt phẳng với một cái điểm M phẩy xác định và duy nhất, xác định duy nhất. Thì cái quy tắc như vậy người ta gọi là phép biến hình, gọi là phép biến hình. Có thể nói rằng là chúng ta có thể liên hệ một chút là cái phần này nó khá giống với cái phần định nghĩa về hàm số mà chúng ta đã học ở trong cái phần đại số, đúng không? Ở đây chúng ta để ý một chút, cái quan trọng nhất ở đây mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái điểm M phẩy phải là xác định duy nhất. Đấy, nếu không có cái yếu tố này thì chắc chắn cái phép cái quy tắc đặt của chúng ta sẽ không phải là một cái phép biến hình. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý là nếu như cái phép biến hình ấy, thì thường thường người ta ký hiệu là F hoặc là cái gì đó tương tự như là đối với hàm số chúng ta đã học đấy, ký hiệu là F. Thì nếu như cái phép biến hình F nó biến điểm M thành điểm M phẩy thì khi đó chúng ta sẽ gọi cái điểm M phẩy này gọi là ảnh của điểm M. Đấy. M phẩy được gọi là ảnh của điểm M. Còn điểm M thì người ta gọi là tạo ảnh. M được gọi là tạo ảnh. Tạo ảnh của M phẩy qua phép biến hình F. Qua phép biến hình F. Như vậy ở đây chúng ta phải làm quen với hai cái khái niệm, đó là khái niệm về ảnh và tạo ảnh. Chúng ta có cái khái niệm về ảnh, đúng không? Và khái niệm về tạo ảnh. Đấy. Qua một cái phép biến hình. Tiếp theo thì như các bạn đã biết là mỗi cái hình của chúng ta đấy thì nó là tập hợp của các cái điểm. Và nếu như bây giờ tôi cho cái hình H thì phép biến hình mà biến mỗi điểm M thuộc H thành một cái điểm M phẩy thuộc một cái hình H phẩy thì cái hình H phẩy đấy được gọi là ảnh của hình H. Đấy. Thì ở đây chúng ta lưu ý là gì ạ? Hình H phẩy bao gồm tập hợp các cái điểm ảnh của điểm M, trong đó thì M đấy thuộc vào hình H. Thì khi đó người ta gọi cái hình H phẩy này là ảnh, là ảnh của hình H qua cái phép biến hình F. Qua phép biến hình F. Đấy.
Như vậy là ảnh của một hình, nó là một hình và được tạo ra bởi các cái điểm ảnh của cái hình, của các cái điểm ở trên cái hình ban đầu ấy. Chúng ta cũng có thể viết rằng là FH bằng H phẩy như thế này để thể hiện rằng là hình H qua phép biến hình F này sẽ biến thành hình H phẩy. Thế bây giờ từ nãy đến giờ khi mà thầy nói hay là tôi nói đấy thì các bạn thấy rằng là đa phần nó nằm ở mặt khái niệm, tức là toàn viết chữ thôi, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn hình dung ra được một cái phép, một cái quy tắc như thế nào thì được gọi là một cái phép biến hình, và một cái quy tắc như thế nào thì không phải là phép biến hình. Chúng ta sẽ quan sát như sau. Ví dụ ở đây chúng ta để ý nhé. Tôi có một cái quy tắc như sau. Quy tắc thứ nhất, quy tắc cho tương quy tắc F này cho tương mỗi điểm M trong mặt phẳng một cái điểm M phẩy đấy, là hình chiếu, vuông góc của M trên cái đường thẳng, D cho trước. Thì chúng ta thử quan sát xem cái này có phải là một cái phép biến hình hay không. Chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng D. Đây, tôi có đường thẳng D đây. Đây là đường thẳng D. Và bây giờ chúng ta lấy một cái điểm M ở bất kỳ. Chúng ta sẽ dựng cái điểm M phẩy, thì các bạn biết là theo cái quy tắc này đúng không? Chúng ta có M phẩy là hình chiếu của M trên D, hình chiếu vuông góc. Khi đó cái điểm M M phẩy chính là cái điểm này. Đấy. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là với mỗi cái điểm M này, với mỗi cái điểm M trong mặt phẳng này, thì chúng ta dựng được bao nhiêu điểm M phẩy? Thì rõ ràng các bạn biết rằng là chúng ta cứ lấy bất kỳ, kể cả những cái điểm thuộc đường thẳng này, đúng không? Ví dụ điểm M thuộc đường thẳng thì nó sẽ biến thành chính điểm M. Đây tôi lấy cái tên điểm nó khác đi, phân biệt. Ví dụ điểm N chẳng hạn, điểm N mà thuộc đường thẳng D thì nó sẽ biến thành cái điểm chính cái điểm đó. Đấy, thì rõ ràng là trong cái phần này các bạn thấy là mỗi cái điểm M tôi chỉ xác định được duy nhất một cái điểm M phẩy thôi. Và cái tính duy nhất đó nó sẽ tạo nên được cái phép biến hình, hay nói cách khác là trong trường hợp này chúng ta thấy là F là một phép biến hình. F là một phép biến hình. Đấy. Nó khá là đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta cùng đến với một cái ví dụ mà nó không phải là phép biến hình thì sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta cho đây. Chúng ta cho một cái quy tắc như thế này. Bây giờ tôi cho cái quy tắc tương ứng là biến mỗi điểm M mỗi cái điểm M ở một cái điểm M phẩy đấy. Sao cho M cái đoạn M M phẩy bằng 2 cm chẳng hạn đấy.
Thì đây có phải là quy tắc hay là đây có phải là phép biến hình hay không? Thì chúng ta cùng quan sát một chút. Bạn hình dung như thế này, bây giờ tôi có một cái phép, tôi có một cái điểm M bất kỳ đây, chúng ta lấy một cái điểm M bất kỳ. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ dựng được bao nhiêu cái điểm M phẩy mà thỏa mãn cái điều kiện là M phẩy bằng 2 cm. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng là đây, chúng ta cứ coi như mỗi cái ô này là 1 cm đi, thì khi đó các bạn sẽ thấy được cái điểm M phẩy đây. Đây là một cái điểm M phẩy thỏa mãn đúng không ạ? Bằng 2 cm. Đúng không? Nhưng ngoài cái điểm M phẩy này ra, chúng ta có thể tìm được các cái điểm khác cũng thỏa mãn cái điều kiện đúng không? Rất là nhiều điểm như vậy. Rất là nhiều điểm như vậy. Điều này có nghĩa rằng là cái điểm M phẩy của tôi không duy nhất. Hay nói cách khác là nó xác định nhưng mà lại xác định không duy nhất. Hay nói cách khác là có rất là nhiều điểm hay là vô số điểm thỏa mãn cái điều kiện này. Thực chất là chúng ta cũng biết rằng là nó sẽ tập hợp các cái điểm đấy, nó sẽ nằm trên cái một cái đường tròn đúng không ạ? Và đương nhiên trên đường tròn này có vô số điểm thỏa mãn cái điều kiện như vậy. Thì điều này nó sẽ vi phạm cái tính duy nhất trong cái định nghĩa mà tôi gạch chân ở đây. Đây. Nó tính vi phạm cái tính duy nhất của điểm M phẩy. Vậy cái quy tắc này sẽ không phải là một phép biến hình. Không là phép biến hình. Đấy. Qua đây thì các bạn phải hình dung ra được là như thế nào là một phép biến hình, như thế nào không phải là phép biến hình. Tôi phải có một cái phép mà nó phải thỏa mãn điều kiện, đó là mỗi cái điểm M trong mặt phẳng phải xác định M phẩy duy nhất, tức là cái ảnh của nó phải là duy nhất đúng không? Đấy. Tương tự chúng ta bây giờ chúng ta xét cái phép biến hình thứ xét cái quy tắc thứ ba thử xem nó có phải là phép biến hình hay không. Chúng ta sẽ xét cái quy tắc cho tương ứng, xét cái quy tắc cho tương ứng mỗi cái điểm M, mỗi điểm M, một cái điểm M phẩy, M phẩy sao cho M phẩy trùng với M, tức là nó chính là cái điểm M luôn. Thế thì cái này có phải là một cái phép biến hình hay không? Thì rõ ràng các bạn biết rằng là nếu như tôi lấy một cái điểm M bất kỳ thì chúng ta cũng chỉ tìm được một cái điểm M phẩy ứng với nó thôi đúng không ạ? Mỗi cái điểm M chỉ có một điểm M phẩy thôi. Điều này có nghĩa rằng là cái điểm M phẩy ở đây là duy nhất, xác định duy nhất. Và một cái quy tắc cho như thế này người ta gọi là một phép biến hình đúng không ạ? Rõ ràng đây là một phép biến hình, là một phép biến hình. Đấy. Thì đến đây các bạn đã hình dung ra được phần nào là cái phép biến hình của chúng ta phải thỏa mãn cái điều kiện như thế nào đúng không? Cái tính xác định duy nhất là cái tính quan trọng nhất trong cái phần này. Tiếp theo thì ở đây chúng ta để ý rằng là đây là một cái phép biến hình và cái phép biến hình này người ta gọi là phép đồng nhất. Cái tên gọi của phép biến hình này người ta gọi là phép đồng nhất. Phép đồng nhất. Phép đồng nhất là cái phép biến hình mà biến mỗi cái điểm M thành chính nó. Đấy thì đấy là cái định nghĩa. Và cái phép đồng nhất này thì thường thường là người ta ký hiệu ID như thế này. Đấy. Đấy. Cái ký hiệu như vậy. Tức là IDM thì biến thành chính cái điểm M luôn. Ký hiệu. Rõ ràng là về mặt khái niệm thì cái phép biến hình này nó khá là đơn giản và nó chính là cái phần tổng quát trong cái chương này. Một cái phép mà nó sẽ bao hàm tất cả các cái phép khác, ví dụ như phép rời hình hay là phép đồng dạng, nó chỉ là
một cái trường hợp đặc biệt của cái phép biến hình này thôi, và chúng ta sẽ nghiên cứu trong các cái phần tiếp theo. Các bạn thân mến, như vậy là trong cái video này tôi đã cung cấp cho các bạn một cái khái niệm, hay nói cách khác là cho các bạn thấy thấy rõ cái khái niệm về cái phép biến hình ở trong mặt phẳng là như thế nào. Và ở đây chúng ta cần phải phân biệt được các cái khái niệm ban đầu, đó chính là ảnh và tạo ảnh của một cái phép biến hình. Ảnh của một hình qua phép biến hình thì sẽ như thế nào, và đặc biệt là chúng ta phải phân biệt được các cái phép biến hình, phép nào thì là phép biến hình và phép nào thì không phải là, cái quy tắc nào thì không phải là phép biến hình. Hoặc là chúng ta phải nhớ, đây chúng ta cũng phải nhớ một cái phép biến hình rất là đặc biệt. Đấy, đó chính là cái phép đồng nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.